Hacker giao bán hơn 12.000 hồ sơ của giáo viên, sinh viên Việt Nam. Những thông tin được hacker chào bán bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, mã sinh viên, địa chỉ email và số điện thoại. Chiều ngày 19 tháng 8, trên diễn đàn The Forum, tài khoản có tên S7283 đã đăng tải một bài viết chào bán hơn 12.000 hồ sơ thông tin cá nhân được cho là của giáo viên và sinh viên Việt Nam. Theo thông tin từ bài đăng, dữ liệu này bao gồm hơn 10.000 hồ sơ của học sinh và giáo viên từ một trang web đào tạo trực tuyến. Hơn 2.000 dữ liệu còn lại đến từ các nguồn khác. Những thông tin này bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, mã sinh viên, địa chỉ email và số điện thoại. Phóng viên Dân Trí đã thử liên hệ với một số điện thoại ngẫu nhiên trong danh sách mà hacker đăng tải. Sinh viên H, D, A tỏ ra vô cùng hoang mang khi những thông tin cá nhân của mình xuất hiện trên Internet. Người này cũng xác nhận rằng những dữ liệu mà tài khoản S7283 đăng tải hoàn toàn trùng khớp với thông tin cá nhân của mình. Hiện tại, hacker không công khai mức giá của những dữ liệu trên. Thời gian gần đây, thông tin cá nhân, dữ liệu của người Việt liên tục bị giao bán trên Internet. Vào ngày 13 tháng 8, cũng trên diễn đàn The Forum, một tài khoản có tên Xiaolin1983 đã đăng bài chào bán dữ liệu của hơn 300.000 sinh viên từ 10 trường đại học của Việt Nam. Theo mô tả từ hacker này, dữ liệu được giao bán bao gồm các thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh chứng minh nhân dân, hộ chiếu, khóa học, lớp học, thậm chí là tên của cha mẹ và công việc. Các trường đại học lâu nay đã trở thành mục tiêu béo bở cho tin tặc. Sau các vụ lộ lọt dữ liệu, hy vọng rằng các trường sẽ thắt chặt bảo mật để bảo đảm dữ liệu cá nhân của học viên, Cyberspace nhận định. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, NCSC, những thông tin này có thể được sử dụng với mục đích thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo. Vì thế, để không bị đối tượng xấu lợi dụng hoặc trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo, mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức tốt để phòng tránh. Diễn đàn The Forum là nơi các hacker hoạt động, dùng để đăng tải, trao đổi và mua bán các dữ liệu được đánh cắp. Các giao dịch thường được tin tặc thực hiện thông qua tiền điện tử. Do đó, rất khó truy ra dấu vết của những hacker đang nắm giữ các dữ liệu bị rò rỉ.